Thay bộ tủ điều khiển router cho bộ cổng tự động âm sàn Nai. Sau thời gian sử dụng thì cái tủ điều khiển Nai nó có vấn đề, nên là mình đã xử lý thay thế cho khách bằng tủ điện router 24V. Trước đây ở vị trí này là lắp tủ điện cũ rồi, mình đã thay thế bằng tủ điều khiển của router. Đây là hai đế động cơ trước đây. Công trình này thì cảm biến đã bỏ rồi, do là cảm biến bị hỏng từ rất lâu rồi, và khách hàng cũng đã bỏ và thay thế, không sử dụng nữa. Bộ cổng nhôm đúc âm sàn. Mình hiện tại vẫn đang sử dụng lại động cơ này nhé, động cơ thì chưa thay đổi. Bấm dừng này, bấm đóng này. Bộ động cơ này trước đây có dây encoder, thì với mạch router này mình bỏ dây đó đi rồi và chỉ sử dụng dây điều khiển động cơ thôi, chế độ một cánh này. Cổng vẫn hoạt động rất ok. Ok nhá, cảm ơn anh em đã theo dõi video, chia sẻ chút nha. Mình thay thế lại tủ điều khiển cho bộ động cơ này. Các dòng động cơ 24V thì đều có thể sử dụng tủ điều khiển lẫn cho nhau được. Ok, xin chào anh em.